Hello, welcome back to chơi game Banana Run. Ok, vào game rồi nè. Mèo, mèo. Đây là mèo chuối. Phôi. Trên là mấy chú chó. Kiện luôn này. Ừ, nhưng kia có mấy chú chó cũng lắm nhỉ. Toàn đội hình rồi. Sống sót lại cả mỗi mấy chú chó. Chó đánh bóng phải không? Hai cái bot. Chúng ta sẽ có một màn chiến đấu với Skibidi thôi nhé. Banana Survival. Vào game trong cái phần phần Green Light Left Light. Hay đấy. Mèo, mèo, mèo chuối. Mèo chuối kết hợp quả là đáng yêu luôn. Đấy, mèo chuối này. Yeah. Tách. Tách kẹo. Ok, đến cái màn này là màn nhảy. Ok, nhớ rồi. Dạ, không nhảy được nè. Yes. Tiếp tục nào. Chạy vào chỗ này vừa nãy va vào cái búa này thua mất. Sáng quá ta. Ôi giời. Ta chơi Banana Cat Mercy. Ok, next trong bàn ghép. Ui giời, chó này. Sức mạnh của chú chó này đã được tăng cường này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mèo nâng cấp thành mèo cam. Boss này, level 7 của boss này. Win mẹ kìa. Mèo táo rồi, sang mèo apple rồi. Chó đỏ. Ui bên kia hai chó đỏ khỏe lắm mình em ơi. Chúng ta có thắng được không này? Get his kê nhìn cũng hay đấy nhỉ. Quá tấp nhạc rồi. À, chạy về đích và thưởng tiền. Có trang phục không? Chú chó rất là buồn cười đấy. Sheep bị phát hiện. Chạy về chơi phía cái bánh sinh nhật này. À, ăn lốc được quả cá tím rồi. Đâu, trang phục đâu, cả tím đây. Chó robot à? Hay đấy. Ok, chúng ta đang ở chỗ sa mạc. Không biết đâu là robot, à đâu là người ngoài hành tinh. Đây 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 đây. Chạy thế nào được. Gây ngựa. À đây đây đây, đây gọi là hành tinh. Đây, cao bùi này.
leo lên trên rồi. Nhảy xuống cho à, vẫn còn đây này. Chú lấy tàu này. Ơ, vẫn còn. Quá căng quá. Trời ơi, sao lại vào được. Này người nó bung mất nhà luôn này. Nào, vào đi, ông vào đi. Có sát thế nhỉ? Bọc trong vòng thôi. Trăm này. Hết màn rồi. Mày còn game nào không? Đi phía sinh.
Ginger buồn vì vệ sinh quá rồi. Ginger mà đang làm việc với Ginger. Nó đồn được mày quá. Cái đầu camera này nó dí vào đầu mình nhỉ. Chúng ta phải đổi trang phục này. Con chim. Chim mới đuổi. Hớp được quả trứng của nó. Wee, chúng ta sẽ chơi game Stick War. Ok. Ây da, chiến luôn. Đây là một zombie cai không? Sẽ làm bọn này sẽ làm được cái gì? Ây dù đông. Toàn trời ơi, game này hay thế mà lâu ngày không update cái gì cả. Bây giờ có những nhân vật khác rồi. Chán nhà tao game lắm. Ui mời con kìa. Mình đang có cái game con tím tím đấy.
kiện gì ơi, không đạp sóng. Game cuối cùng. Rồi. Cái màn này ta phải bơm máu đây. Đỏ những cái này. Xanh ra tím. Mèo đây, con máu tím đây. Tím này đúng không? Ồ, nó sống rồi. Ok, đỏ. Đâu màu cam đâu, đây con này. Tim này đúng không? Sống nhăn răng rồi. Máu đỏ đâu. Máu đỏ. Màu xanh. Kiểu gì quá. Có khi nào thì nó ăn thịt mình không? Please go find the patient named Jester. He suffers from schizophrenia. This is his room key card. Okay. Bây giờ làm gì nữa nhờ? À, điều khiển ạ. À.
điều khiển này. Ui con quân gì? À, nó vừa nghe không? Ôi, cái gì vậy? Bó thấy sao? Tối thế. Ui, ui.